tao không què. Mua nước chuông nha. Nước khoan. Mua nước chuông nha. Nước bỏ 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 cho con hút không luôn, con hút luôn. Nước khoan. Thôi đi lấy chồng, đi lấy chồng. Nước khoan. Đi cái chồng nha. Đi chồng, lấy chồng cho con nha. Tao đâu tao. Chạy qua bển mua nước uống nha. Dạ đi dạ con, dạ đi con. Dạ đi con. Dạ, 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 dạ con uống nước. Dạ dạ. Biết thôi. Dạ cho bển được hết rồi đây. Dạ cổng luôn rồi. Hồi sáng hồi nãy. Rồi để nó lại. Trộn thuốc rồi. Có lên mua thuốc ở bên chỗ bình ba ăn. Mua thuốc bình ba cho nó uống ngày uống hai tử. Mới mặc đồ cho nó. Quần áo là cởi là giục, mặc kia là nó cởi giục quần áo, mặc kia là nó giục. Bao nhiêu cái quần nó giục rồi đó. Đó, mặc kia là nó giục, mặc kia nó giục, cởi lên nó giục đó. Xén, chế, đốt đồ, đốt đồ. Bằng sờ ba nó dở ba nó giục. Mấy đứa mà nó ở riêng nó lùm lắm. Giờ hiện giờ còn lắm. Đây, chị biết cái trường học tóc tiên không? Mình không trường học cấp 1 á, cấp 3 tháng 4. Rồi chị tới ngay trường học luôn đó, nó có cái hẻm quẹo vô á. Bao nhiêu ngọc nó đó, nó 25 ngọc. Dạ. Cậu ơi đi mua sợ đây rồi thằng quỷ chỉnh xây rồi đập đóng nó vô để nó hẩm á. Tôi thấy dùng cái đem đó vô nhà nó phá nhà bên gần cái, tôi phải nằm đó tôi canh nó vậy. Ở đây có đập đá nữa chị, không có. Cái thằng ngoài đường mình sợ nó ăn nhậu đi mà nó vô vậy đó. À, nó vô nó ở trong đây luôn nè. Nó vô đây nó. Vô sợ nó hãm nhỏ gái. Bữa có thằng kia tự nhiên thấy con rửa chuồng nó vô chơi nè, nó nè. Ở đây có đường đi đó. Là mình sợ đêm hôm nó vô để nó hãm, dám đem vô nhà đâu. Nhà cực lắm. Cái bữa nằm ở đây nè, có cái này có cái nhà nè. Ở đây không có mái gì luôn, là cổ cho nằm đây luôn. Tự nó dở ra luôn. Dở cái ủa cái này là cái mái dở ra luôn. Nè đó, nó dở tự nó dở ra luôn. Nè. Cái nhà vợ cái này là cái chuồng heo rồi không có nuôi heo nữa, khổ quá, không có tiền nuôi heo nữa, sao để cho nó ở ở rồi cái nó vợ banh rành nó không còn cái gì là gì hết. Nó phá hết đổ đồ trong nhà cửa không còn cái gì, nhà trên là nhà trên banh rành hết rồi, còn thờ ba nó lật nó đổ hết. Ông má đi đi không mà chửi út hoài à? Sao nó chửi út hoài mà nó đi út hoài vậy coi, nó điện hoài vậy nó dám chửi rồi. Rồi. Điện hoài. Cái bàn thờ ba nó dịch rồi. Ủa cái này là bị này nó bị bệnh gì vậy ta? Tâm thần. Tâm thần á. Đây này cái bàn thờ, đây là cái bàn thờ ba nó phá. Nhưng mà có cái sốc cái gì không? Cái nhà này á là người ta cho mượn ở. À cho mượn ở. À, nhà đang mượn ở. À, cho mỗi cái cô đó ở thôi. Cho đó gia đình. Hết tiền là nó trả về. Bệnh viện nó để là bờ bệnh viện tâm thần mình á. Có tiền thì nó nuôi con, có tiền là nó biểu mình rước về thôi, trả chị vậy. Đúng rồi, phải nộp tiền. Nộp tiền nhiều hết cho nó chữa bệnh. Một ngày 200 mấy á chị cô. Vô nó là chữa bệnh á. Tiền thuốc tiền men chữa bệnh. Bữa đáng lý nó ở bệnh mà tại vì nó không hết tiền, khổ quá nên hết tiền rồi về. Trở về lại về. Ủa từ đó vậy em tưởng nhà nước nuôi chứ chị. Trời ơi, mày đừng có nói tiền với tao nữa. Dữ lắm. Tao mới đi làm về tao mới vừa còn ngọn gặp thằng chữ. Mới vừa thiệt là má vậy tao mà má một má một má một má một. Nó chữ nó chữ là chữ rì mít luôn á. Nó chữ rì mít luôn. À chứ không phải chữ trữ tình nha. Có chữ là chữ rì mít luôn. Tên nào? Gái, con tên gì? 1500 rồi. Con tên gì? Tên gì? Con tên gì? Tên gì kệ con. Tháo lên lấy chồng nha. Biết hết. Chiếc cái giò nó sưng á. Mà chiếc cái giò nó nằm dài nó vào nè. Nó chích thì nó không có nằm vào được. Chiếc cái giò nha là nó vào. Cái này là nó lôi cái này, nó lôi cái kia nữa.
Ngày qua cái tụi nó chui vô đống lửa, tối nào cũng u để mũi á. Tôi thích, tôi thấy. Ủa, tối cho ngủ ngoài đây luôn hả? Sao bữa thấy nhốt trong mà trong nhà. Rồi nó quậy quá, nó la quá, ngủ không được, mấy nhỏ này học không được. Nó lên cơn, nó quậy, nó la, hai đứa nhỏ học không được, ngủ không được luôn. Phải đem vào đây. Rồi cô cũng không có cho nó nằm. Rồi tôi nằm, tôi cân nằm. Rồi, quốc cho đi, quốc ngủ trong hai đứa ngủ nằm, nằm dài. Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Vậy hả? Không, nhỏ cái số, số. Vậy hả? Tử luôn. Ở đây là coi như là từ lớn chứ nhỏ là nó không có hai em nào hết luôn á. Không chơi nữa nữa. Có hai em nào hết rồi. Đó, nó vừa lên tiếng có lại đây cái chị. Đẹp gái lắm cái bộ. Đẹp vậy mốt thì mới đi cưới cho con tôi được. Nhìn đây mình tỉnh đây. Thôi quá tỉnh, đi nè. Thôi thôi. Thấy chữ vậy không đó. Ờ, tao tạo dáng như phải đẹp không? Quay qua chụp miếng hình coi.